Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của My. Khác với video ngoài kia thì hôm nay sẽ là video Get Glam with My. Và My sẽ cùng đồng hành với Bidia trong video ngày hôm nay. Cảm ơn Bidia đã tài trợ cho video ngày hôm nay của My nha. Và đây là cái Asia Edition gồm 5 màu son. Mọi người hãy cùng xem hết video để biết được cái màu son My thích nhất trong 5 màu này nha. Nếu mà các bạn có muốn mua son từ Bidia thì My sẽ link ở description ở bên dưới. Và cảm ơn Bidia đã cho những bạn viewer xinh đẹp của My một cái promo code cái tên là Hami. Nếu mà các bạn muốn mua son cho chính mình hay là tặng cho người thân của mình mùa lễ hội này thì các bạn có thể dùng code Hami để được giảm 10% trên tổng đơn hàng. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu với video thôi. Vì hôm nay makeup hơi đậm nên là My sẽ bắt đầu với phần mắt đầu tiên. Và My sẽ dùng cái concealer này của VDL để làm primer cho mắt. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng bronzer để đánh toàn bộ bầu mắt. Tiếp theo thì mình sẽ tới cái bảng toilet này của Tarte. Mình sẽ cho vào nó là cái cọ rất là flat, rất là kiểu như là dẹp bớt để mình đánh vào sát cái mí mắt nhất có thể. Hoola Benefit, cái này là cái original chứ không phải là cái màu light nha mọi người. Thì nó sẽ đậm hơn cái light medium của Too Faced một xíu. Và mình sẽ đánh cái này ở giữa cái màu nâu đậm lúc nãy và màu bronzer đầu tiên của mình. Sau khi đã tán sơ hai màu với nhau thì mình sẽ dùng một cái cỏ. Khi sử dụng cái này thì mình sẽ không cho một màu nào lên hết và mình sẽ tán rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta đã xong phần base rồi và bây giờ mình sẽ đến phần kim tuyến. Cái kim tuyến này của The Face Shop, màu này là màu sáng nhất trong cái màu nhũ mà có ở The Face Shop. Dùng tay đến toàn bộ. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái kim tuyến nữa, nhưng mà cái kim tuyến này là màu đen. Sử dụng một cây cọ mỏng như thế này thôi. Và mình sẽ chỉ chú ý ở phía 2/3 cái phía ngoài. Và mình sẽ chuyển tiếp tới phần gắn mi kẻ ở phía đường eyeliner nước, cái phía bên trong này. Và mình sử dụng cái này của MAC Jacob. Bình thường mọi người gắn mi giả thì mọi người sẽ gắn ở trên cái mí mắt, nhưng mà mi thường thường sẽ gắn ở phía dưới cái mí mắt, ở cái đường line này. Và trước khi gắn thì mi sẽ cho một lớp keo rất là mỏng thôi ở phía trên của cái mi. Ok, của mi đã xong. Và khi mà mọi người dán cái mi ở phía dưới cái đường mi nước của mình đó thì sẽ cảm thấy như là mọi người đi nối mi vậy đó. Các bạn theo dõi mi cũng lâu thì mấy bạn cũng biết là mi hay sử dụng cái màu đậm nhất trong cái bảng Renaissance này, cái màu này để dùng làm eyeliner tại nó giữ rất là lâu. Mi sẽ xịt cái này bằng cái MAC Fix Plus của mi, xịt một ít thôi nha. Mình đã quay lại. Và đối với phần base thì bắt đầu với primer. Primer mà My yêu thích nhất chắc là khoảng cả năm nay, nó chính là cái Makeup Forever Ultra HD Skin Booster. Cái này là primer nhưng mà nó như là serum vậy đó, nó vừa dưỡng da và nó sẽ giúp makeup của các bạn lâu trôi hơn và sẽ lúc nào cũng bóng mượt. Cái này mình chỉ có cái sample size thôi. Sử dụng cái Giorgio Armani Luminous Foundation.
và buổi tối đi chơi thì mình sẽ muốn cái mặt mình nó hơi kiểu có sức sống, nó không có bị quá là lì, nên là mình sẽ sử dụng cái Youth Glow này của Charlotte Tilbury. Sử dụng cây cỏ này nè, cái bạn mắt lúc nãy, và mình sẽ chọn cái màu. Sau khi mình đã đánh sơ sơ eyebrow xong, mình sẽ set với lại cái Ready Set Brow của Benefit. Ta-da! Và chúng ta hãy đến với phần mình rất là hào hứng trong cái video ngày hôm nay, đó chính là cái hộp son Velvet Lip Tint này. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái hộp này để cho mọi người xem cái packaging siêu siêu đẹp của son BBA. Để packaging cho một lễ hội năm nay, đó chính là một vỏ ngoài matte. Cái vỏ này thì mình thấy cũng tương tự với những son BBA trước đây rồi, nhưng mà điểm khác nhau đó chính là cái nắp. Cái nắp này thì nó có màu xanh lá cây, giống y hệt cây thông luôn, nên nó rất rất là xinh. Nhưng mà mình có một kiểu như là một điểm trừ mà mình nghĩ là hãng có thể làm khác đi một xíu, đó chính là năm cây son này lúc mà nhìn như thế này thì nó rất là giống nhau và rất là khó nhận biết. Nếu mà hãng có thể làm dễ dàng nhận biết năm cây son chỉ dựa trên packaging thì cái này có thể là một cây son hoàn hảo đối với mình, vì thứ nhất giá rất là ok, thứ hai lên màu đẹp matte và giữ siêu lâu. Cái này thì hôm nọ mình có xài một son khác của BBA rồi, và mình đi ăn đám cưới thì mình đến khi mà ăn hết đám cưới gần như là 4 tiếng sau khi make up thì son mới bắt đầu trôi đi một xíu thôi, nên là mình đã confirm là son của BBA giữ rất là lâu và rất là đẹp. Tuy nhiên thì như mình đã nói, điểm trừ thì chỉ là packaging màu son nó quá là giống nhau thôi, nên là mình sẽ hơi khó phân biệt màu nếu mà chỉ dựa trên cái packaging này mà không nhìn cái màu ở phía dưới. Và bình thường mình thấy mọi người khi mà swatch son á, mọi người hay đánh môi xíu mũi hoặc là đánh cả môi, nhưng mà bình thường mình hết khi đánh cả môi, nên mình sẽ thay đổi một xíu là mình sẽ đánh kiểu như là cái kiểu môi bình thường mình hay đánh là hơi xíu mũi mà tán đều ra, và hoặc là với cái son lip gloss thì cái này chỉ là cái son gloss màu trong suốt, không có màu gì hết. Mình sẽ try out, mình sẽ thử năm màu này cho mọi người xem nhé. Màu đầu tiên mình sẽ thử ngày hôm nay đó chính là màu A1. Cái màu này thì lúc mà packaging thì nó ghi là Sentosa Orange, nhưng mà theo mình được biết cái info mà hãng gửi cho mình đó thì cái này nó đã được đổi thành Singapore Orange chứ không còn là Sentosa Orange nữa. Điều thứ nhất là cái son này nó rất rất là thơm, nó không được trái cây mà nó hơi ngọt ngọt một xíu. Cái này thì nó remind me, nó làm me gợi, cái cây son này nó làm me gợi nhớ tới cây son của 3CE, Ba Xe, và cái dòng mà lip matte mà rất là nổi tiếng thì nó rất là giống với cái này. Mà cái giá của cái này thì nó rất là rẻ, nó rẻ như là bằng 1/3, tức là mình sẽ thử coi cái này có phải là đúp của cái Ba Xe không nha. Hình như màu đầu tiên là y hệt cái màu mà Ba Xe mình hay xài, đúng không? Wow. Đến với màu thứ hai đó chính là màu A2 Kota Kinabalu Coral. Cái này nó là màu coral thì nó sẽ là màu hơi cam hoặc cam hồng hơn. Màu này thì mình thấy nó cam nhiều hơn màu lúc nãy, và nó cũng đậm hơn cái màu lúc nãy. Mình sẽ swatch thử cho mọi người coi cái màu đầu tiên để so sánh với cái màu thứ hai nha. Đây là màu đầu tiên. Thứ hai nó hơi có tông hồng, nó hơi có tông hồng hơn, tông hồng hơi đỏ đỏ hơn một xíu, đây là cái màu mình cảm thấy là nó hơi đậm hơn một tí, đây là màu thứ hai đỏ mà có tông cam, có tông hồng luôn, rất là đẹp. Này sẽ phù hợp với tất cả mọi loại da, và đặc biệt là tan, ai mà tan mà đánh màu này thì siêu siêu là sexy luôn, là sẽ phù hợp với lại đi vào buổi tối nhiều hơn. Và cái này là sau khi mình đánh bóng nó lên rất là đẹp, nó nhìn nó giống như là classic á, cái màu đỏ mà classic mà trong phim Divin tuần người ta hay xài.
Màu số 3 này là màu Chamay Chili, là màu hơi ớt ớt một xíu, nó đậm hơn màu này một tí và nó hồng hơn, nó mất cái, nó vẫn có một xíu ánh cam ở undertone nhưng mà nó nhiều ánh đỏ hơn. Màu nào cũng đẹp hết. Đây là màu số A3 sau khi đã nắng xong màu. Bây giờ chúng ta sẽ tới màu số 4. A4 Calcium. Cái này là màu red. Cái này nó để là màu red. Cái này có thể là cái màu mình sẽ thích nhất. Cái này là biết là sẽ thích nhất rồi. Đây, mình sẽ xóa lên tay. Đây là màu số 1, màu số 2, màu số 3. Và màu số cũng sẽ ở đây. Màu đỏ. Màu đỏ nhưng mà đây là đỏ tông hồng, không có kem. Khi đánh lên môi á, thì lúc mình nhìn vô gương á, nhìn xa thì mới thấy nó cũng giống là cái màu lúc nãy, cái màu số 3. Nhưng mà nó nhiều đỏ hơn một xíu. Và bây giờ sẽ là màu cuối cùng trong bộ sưu tập PVR Last Velvet Lipton Asia Edition. Và màu này có tên là Hội An. Màu này có tên là Hội An. Và màu này là màu brick. Thì mình đoán nó là màu gạch thì nó sẽ có tông cam. Đúng rồi, cái này là màu tông cam đỏ gạch rất là. Đây là màu số A5. Tôi thử lên màu nha. Đối với những màu đậm thì mình sẽ đánh ở giữa, sau đó mình bậm ra. Màu này lên môi thì da rất là sáng và răng cực kỳ trắng. Mình đánh màu này xong răng trắng lắm em. Cảm ơn mọi người đã cùng xem hết video ngày hôm nay của My. Và không biết mọi người có đoán được cái màu son mà My yêu thích nhất mà My đang dùng trên môi là màu nào không, thì hãy để cái mã số màu son đó ở phần comment cho My biết nha. Đây có lẽ là video cuối cùng trong năm 2019 ở trên channel của Hà My. Nhân dịp đây là video cuối cùng thì My chúc cho mọi người có một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, thật ấm áp và một năm mới tràn ngập niềm vui bên gia đình và người thân bạn bè của mình nha. Và hẹn mọi người video mới trong năm 2020. Bye.